cái thứ ba đi. Cái này cũng là Moritz MD256TS Made in Korea. Cái này có giá là 2,7 triệu mọi người. Thôi mình giới thiệu đàn chứ. Đây, chữ Moritz, cần đàn nè mọi người. Quả zin. Này dán D mà dán to. Dây nó hơi chạy xíu. Thanh hay mọi người, thanh vang nổ, Moritz lúc nào cũng vậy, thanh rất là hay. Ngoại hình còn đẹp lắm mọi người. Chỉ có 2 triệu mấy thôi, mình sở hữu được một cây Moritz của Nhật. Chính hiệu Nhật luôn nha mọi người, nhập từ Nhật luôn. Rất là đẹp. Rồi, cây thứ ba này là MD256TS Made in Korea, giá là 2,7 triệu nha mọi người. Rồi, tiếp là cây thứ tư.